Chào tất cả mọi người. Cảnh mới vừa đi làm về, trên đường về thì bà xã Cảnh có ghé mua một cái trái này. Đố mọi người trái này là trái gì? Thấy giống giống trái mít không? Trái mít non không? Cảnh xin bật mí cho mọi người biết, đây là trái mít và sầu riêng kết hợp. Và cái mùi Cảnh đang ngửi đây là cái mùi vừa kết hợp giữa sầu riêng và mít, một cái mùi kết hợp cực kỳ hoàn hảo. Trái tuy nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Và ở đây mình đã có một cái trái đã khui sẵn cho mọi người xem. Khui đúng không? Khui chưa? Đây đây, khui rồi đó. Đây là chỗ nào? Anh cầm cái cùi đó, đúng rồi. Mọi người thấy chưa? Cảnh đang ngồi ở phía sau nhà ha, cánh đồng vừa gặt xong. Nó có cái mùi vừa mùi mít vừa mùi sầu riêng, không biết mô tả như thế nào, mà đây là một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Thử đây. Ăn thử đúng không? Ừ. Cái này được mấy muối? 5-6 muối vậy á. Cái này là mít tô nữ đúng không? Ừ. Mít tô nữ mà nó kết hợp với sầu riêng nha. Ăn nghe mọi người. Ngọt không? Ngọt không? Hộp to. Hộp to không coi. Ê, mình ghim để hộp đây trọng đi. Chứ chừng anh. Bỏ lại đây đi. Bình thường là cái hộp mít tố nữ nó ít lắm. Em ăn thử đi. Đút vô. À. Có khán giả đang ngồi đợi ăn thử coi chứ. Đây nè. Đây. Đưa miệng vô. Hộp to quá. Hộp rất là to luôn. Rồi mình ăn thêm muối nữa đi. Đây là có gì nó hơi đặc biệt ha, cái đặc biệt là cái mùi á. Không. Hộp bự thôi luôn hả? Hộp bự không ạ. À. Mít tố nữ kết hợp với sầu riêng nó trở thành ra hạt mít bình thường. Đem khui trái bự này đi. Rồi. Mọi người đang trong nhà đang rất là tò mò, không biết vị sầu riêng như thế nào, có mít kết hợp sầu riêng. Lạ quá. Anh cầm anh quay em được không? Đem khui trái này thử. Không được, không được. Tay dính rồi. Hả? Tay dính rồi. Sao khui trái mít này ta? Yeah. Từ từ. Tay bị dính rồi. Mít này có nhiều mũ hả? Tay anh cầm lấy cái cùi này. Khui trái này. Này có lấy dĩa là gì không? Không, nhỏ xíu rồi mình cầm luôn. Lạ quá. Ừ, cái này nó còn chưa có mùi, cái muối nó dính vô trong này nè. Ô, trái này ít. Trái này ít muối. Ít hả? Ừ. Mùi thơm quá à. Ừ, thơm. Trái này em nãy em nhìn là em biết nó ít muối rồi. Tại vì mình lựa sao á. Người ta cũng có mấy trái bự bự. Mắc lắm á, mắc hơn mít kia nữa. Thôi cái này được mấy muối rồi. Rồi. Nhâm đi, mọi người đang đợi. Đem coi cái này chính nha. Dạ. Yeah. Học bự không? Học bự á, anh cầm này coi. Rồi đi vô. Rồi vô. Rồi thôi, chào tất cả. Chào tất cả mọi người nha, giờ mình sắp vô. Nếu mà kết luận lại, nếu mà mình cho mình lựa chọn trong cái này thì nếu mà thích cái mùi thơm thì chọn cái này, còn thích ăn cái vị mà kiểu mít tố nữ thì nên chọn thuần mít tố nữ thì ăn nó sẽ đã hơn. Hộp nó không có hộp, còn này hộp to quá. Nhưng cái mùi thơm này nó rất là đặc biệt ha. Nếu mà mọi người có cái sự thích thú thì chúng ta sẽ ăn thử. Rồi, vô.
Bye bye. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.